Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đã đến với Car Center, showroom mua bán xe lướt, xe đã qua sử dụng, xe mới nhập khẩu châu Âu, có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay trong số rất là nhiều mẫu xe ở đây thì em Sơn xin phép được báo giá đến quý anh chị và các bạn một vòng về những mẫu xe gầm cao hiện đang có mặt tại cửa hàng em ngay lúc này đây. Thì mở đầu chúng ta có một chiếc Toyota Land Cruiser Prado. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2014, xe biển số gốc thành phố. Nếu chúng ta đăng ký về Hà Nội sẽ không mất tiền biển quý anh chị và các bạn nhé. Xe lăn bánh 80.000 km và hiện đang được chào bán với giá là 1 tỷ 450 triệu đồng. Ngay bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta có ở đây là một chiếc VinFast Lux SA phiên bản 2.0 Plus với năm sản xuất là 2021, lăn bánh hơn 1 vạn km, hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 1 tỷ 100 triệu đồng. Phía bên này chúng ta có một chiếc xe mới tinh, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ thị trường Trung Đông, một trong những thị trường xe đắt đỏ và ăn chơi bậc nhất thế giới. Thì chiếc xe này là một chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản VXR LC300 kỷ niệm, là phiên bản kỷ niệm 70 năm, sản xuất là 2021, xe mới chưa đăng ký, nhập khẩu Trung Đông, hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 7 tỷ 090 triệu đồng quý chị và các bạn nhé. Cùng đi xuống phía dưới này thì chúng ta có ở đây một mẫu crossover đến từ thương hiệu Honda của Nhật Bản. Đây là một chiếc Honda CR-V phiên bản L đã trang bị Honda Sensing với năm sản xuất là 2021, lăn bánh chỉ có gần 1 vạn km và hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 1 tỷ 069 triệu đồng, xe biển số gốc thành phố quý anh chị và các bạn nhé. Cũng là biển số gốc thành phố thì ở đây chúng ta có một chiếc Ford Explorer với năm sản xuất là 2018, phiên bản động cơ 2.3 EcoBoost, hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 1 tỷ 789 triệu đồng, có gia lộc thêm. Đó, chiếc xe này lăn bánh hơn 3 vạn km. Phía ngay sau chiếc xe này chúng ta có một chiếc Lexus GX470. Chiếc xe này sản xuất 2006, biển số rất là đẹp, từ quý 7, hiện đang được chào bán với giá là 785 triệu đồng. Cực kỳ thích hợp cho những ai thích trải nghiệm dòng Lexus GX470 này, khung gầm cảm giác lái rất là ổn luôn quý anh chị và các bạn nhé. Sản xuất 2006. Phía bên này thì chúng ta đang có đây là một chiếc Mazda CX-8 phiên bản 2.5 Luxury với năm sản xuất là 2020, xe biển số Hà Nội, lăn bánh 18.000 km và hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 990 triệu đồng, rất là hạt rẻ quý anh chị và các bạn nhé. Biển số cũng rất là đẹp. Đó. Đó, đây là một chiếc SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Mazda. Và bên này thì chúng ta có một chiếc 7 chỗ nữa. Thì chiếc xe này là đến từ thương hiệu Toyota, một chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy xăng 2 cầu với năm sản xuất là 2017, hiện đang được chào bán với giá là 860 triệu đồng quý anh chị và các bạn nhé. Biển số tỉnh bên em đã rút hồ sơ rồi, sang tên bấm biển trong ngày rồi. Và đến với tầng 2 thì chúng ta có đây là một chiếc Honda CR-V phiên bản G đã trang bị Honda Sensing, hiện đang được chào bán với giá là 960 triệu đồng tại Car Center. Chiếc xe này lăn bánh chỉ có 6.000 km thôi, phiên bản G quý anh chị và các bạn nhé. Biển số cũng là biển số gốc thành phố, đăng ký về Hà Nội sẽ không mất tiền biển. Sơn zin cả xe 100%. Cực kỳ mới quý anh chị và các bạn nhé. Và đây chúng ta có một chiếc Nissan X-Trail phiên bản 2.5 SV Premium với năm sản xuất là 2018, xe lăn bánh hơn 3 vạn km và hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 795 triệu đồng, có bớt lộc thêm cho những quý khách hàng đến xem xe trực tiếp tại Car Center. Đây là một chiếc xe 5+2 đến từ thương hiệu Nissan, quý anh chị và các bạn nhé. Và toàn bộ xe bên em đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng cũng như là cam kết sâu về chất lượng, xe không đâm đụng, tai nạn hay là ngập nước, máy móc, động cơ, hộp số là nguyên bản. Và có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho khách hàng đến mua xe tối đa là 70% trong vòng 5 năm. Đó. Một lần nữa thì em Sơn xin phép được cảm ơn, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.